54 giờ thì có số điện thoại lại điện cho tôi là nói là Tấn bây giờ muốn muốn gặp ra đầu thú, nhưng mà phải cho gặp trước khi chơi gặp thì phải cho gặp vợ con lần cuối cùng. Tôi có ghi âm, có quay phim lại cái giọng nói của nó. Thì hiện đại thì tôi đưa cái đoạn ghi âm được cho hết bên ngành chức năng. Nhưng mà đầy đủ cái cuộc thoại là cái gì anh Hải có thể trình bày lại hết cho mình? Thì nó chỉ đoạn đường vô này kia. Dạ, đoạn đường là khúc nào anh? Thì ở đây nè, ở địa chỉ đây. Dạ. Nhưng rồi anh Hải là từ Bình Dương chạy lên đây luôn? Từ Bình Dương chạy lên đây. Dạ. Thì trước khi mà anh lên đây anh có trình báo cơ quan chức năng hay không? Có báo, trình báo ở cơ quan chức năng ở Bình Dương và ở bên địa bàn ở bên Củ Chi. Dạ. Anh lúc nãy vô trong thì là mình có tiếp xúc hay như thế nào? Thì phối hợp với trung đoàn cảnh sát cơ động Thành phố Hồ Chí Minh. Dạ. Giờ anh có liên lạc được lại với cái số điện thoại? Số đó liên lạc không được, nó máy nó hết pin rồi. Dạ. Bây giờ mình đưa đó cho ngành chức năng làm thôi. Dạ.